Mời. Mời. Thô gan thì đâu đây? Ta từ nhỏ đã nhát gan, ngươi hét to như vậy muốn hù chết ta sao? Sao ngươi đánh người chứ? Trời ơi, ta là nãi nương của hoàng thượng. Hoàng thượng uống sữa của ta lớn đó, ta đánh ngươi thiền sao? Vậy ban nãy sát hai nhĩ dương cho bọn ta vào đó. Sao hả? Vẫn chưa thấy đức phi nương nương giá đáo hay sao? Cho các ngươi biết, ai mà dám cản trở đức phi nương nương, cẩn thận ta lấy cái đầu của kẻ đó xuống. Trời ơi, đây đích thực là lời của sát hai nhĩ dương. Ai cũng không được cản trở đức phi nương nương. Các ngươi không tin sao? Không tin thì có thể đi hỏi dương gia ha. Thế nào hả? Sao còn chưa lui? Dạ. Ồn ào gì vậy? Các ngươi đang làm gì vậy? Hả? Tôi đây là tổng quản nội vụ Hải Công Công do sát hai nhĩ dương vừa phái đến. Cần gì phải phí lời như vậy chứ? Là tôi nè, cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Dương Hương Dũng. Nãi nương của hoàng thượng giá đáo. Ngươi là? Ôi trời ơi, tôi còn tưởng hộ vệ bên cạnh hoàng thượng đều là mấy người cao to mặt mày hung dữ chứ, không ngờ lại có cô nương xinh đẹp vậy. Trời đất ơi, đúng là lạ quá trời. Là Quynh? Là tôi nè, Hồ Mama đó. Hồ Mama nè. Nhìn thấy đức phi còn không mau quỳ xuống, còn đợi gì nữa? Mau quỳ xuống đi. Cô. Cho cô biết, đây gọi là công báo tư thù. Đừng hành xử theo tình cảm. Bây giờ chúng ta đang thắp hương một cái đầu đó. Không có vui đâu. Còn đợi gì nữa? Con không mau khấu kiến đức phi nương nương đi. Khấu kiến đức phi nương nương. Đứng dậy đi. Nhìn cái gì hả? Không phục sao? Cô. Ôi trời ơi, không sao đâu. Lúc nãy chuyên gia cũng đã nói là cho ta và đức phi nương nương vào cung thăm hoàng thượng đó. Ta thấy hai đứa rất ngoan. Hay là mau dẫn đường đi. Dạ, Hồ Mama, đi thôi. Dạ, đức phi nương nương mời. Mời, đi từ từ thôi. Hồ Mama, người đi từ từ thôi. Trời ơi, Hải Công Công, chiếc chữ hồi nãy tiểu nhân dân ngài có đẹp lắm không? Trong nhà tiểu nhân hả còn rất là nhiều, lần sau sẽ tặng ngài mấy cái đẹp hơn nha. Sao hả? Nhìn rất đẹp, đúng là đẹp. Ấy, cái nhẫn đó quý lắm phải không? Ta còn chưa đa tạ ngươi. Tiểu tử nhà ngươi đó cũng biết điều lắm đó nha. Có điều nhà ngươi nói nhà của ngươi còn rất nhiều nhẫn đẹp, có phải không? Nói như vậy nhà ngươi rất giàu có đúng không? Giàu có như vậy thì sao ngươi lại đi tìm làm thái giám hả? Chuyện này trời ơi, Hải Công Công, chuyện này thì ông không có biết đâu. Thật ra làm thái giám chính là sở thích của tôi á. Sở thích? Công công nghĩ đi, làm nghề thái giám này hả có tiền đồ biết bao, có đúng không hả? Có đúng không? Vậy lần sau người nhớ đem nhiều dẫn tới nha. Chuyện đó sao vậy? Chuyện đó phải xem tâm trạng tuần sau. Tâm trạng? Vậy khi nào tâm trạng ngươi tốt thì đem chúng tới cho ta nha. Nói sao? Chuyện đó nói sao ha. Được, vậy để sau đi. Mời. Ôi trời ơi, đức phi nương nương, đợi chúng tôi với. Đức phi nương nương.
Hey. 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 Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì chứ? Thạch Công Công, Tiểu Thạch Tử. Ngươi không nhận ra Hải Công Công ta sao? Hả? Hiện giờ ta chính là tổng quản nội vụ. Bây giờ ngươi là do ta quản, cùng với mấy tiểu thái giám. Ngươi kêu ầm lên như vậy làm gì hả? Gặp ta rồi còn không hành lễ. Tiểu Thạch Tử tham kiến Hải Công Công. Được rồi, đứng dậy đi. Tôi nói nè Hải Công Công, hoàng thượng vừa mới ngủ thôi, ngài đừng đánh thức người. Nô tài Hải Hưng, khấu ký hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tài hiện phụng mệnh đưa đức phi nương nương tới đây thăm hoàng thượng. Nô tài hiện giờ được thăng chức là tổng quản nội vụ. Nô tài nhất định sẽ dốc sức phò trợ hầu hạ hoàng thượng, nhảy qua nước sôi lửa bỏng, thịt nát xương tan cũng không chối từ. Không những như vậy, nô tài còn biết báo tạ ân đức, ghi nhớ trong lòng, làm trâu làm ngựa, lên núi đào, xuống chảo dầu cũng không hề chớp mắt một cái. Ôi trời ơi, ta nói nè Hải Công Công, hoàng thượng ngủ rồi, chứ nếu còn thức bị ông làm phiền tới chết luôn đó. Nô gia muốn nói với hoàng thượng vài câu riêng tư. Ngươi ra ngoài canh gác cho ta. Nếu có người nào muốn vào đây phải lập tức thông báo, có biết chưa? Dạ, nô tài tuân chỉ. Trời ơi, trời ơi, hoàng thượng à, hoàng thượng bị làm sao vậy? Người hãy mau tỉnh dậy đi mà. Hai người đứng đó làm gì, còn không mau ra ngoài canh gác. Trời, hai bọn ta mới là người thân cận của đức phi nương nương, ngược lại là người phải đi ra ngoài canh gác mới phải đó. Nè, hê, còn không mau ra ngoài đi, con muốn nhẫn nữa hôn hả? Kẻ ít tuổi không tôn trọng người già, lão đây cũng phải khuất phục ngươi. Chuyện này là sao chứ? Đại sư huynh, mau lên. Hey, ngươi là ai? Âu Dương Đức đấy. Ngài là Âu Dương Đức hả? Hoàng thượng bên đó, nhanh lên nhanh lên. Hoàng thượng sao vậy? Nô tài cũng không biết. Hai hôm trước hoàng thượng mới được ăn hai miếng cơm thì bị ối ra hết, sau đó thì bất tỉnh luôn. Vậy tại sao không truyền thái y hả? Nô tài đến cửa còn không ra được nữa, sao truyền thái y được chứ? Hả? Mạch của hoàng thượng đang đập rất nhanh, hơi thở yếu ớt, hình như đã trúng phải độc gì đó rồi. Đại sư huynh, ngay cả huynh cũng không tìm ra được, vậy phải làm sao đây? Vậy nếu mà nói như vậy thì không phải chúng ta đã uổng công đi rồi sao? Đừng nóng vội, sư phụ có đưa ta một cuốn sách Bách Thảo Giải Độc Kinh để ta tra thử xem rốt cuộc là hoàng thượng trúng độc gì. Vậy chúng ta phải đi đâu kiếm thuốc đây? Nếu hoàng thượng thật sự bị trúng độc, nhất định là sát hai Nhĩ Dương đã hạ độc. Lúc ta đẩy sát hai Nhĩ Dương để thử hắn, nội công của hắn rất thâm hậu, võ công cao hơn hẳn ta. Mấy người chúng ta bây giờ chỉ có thể tạm thời đảm bảo an toàn cho hoàng thượng. Còn nếu như muốn đuổi sát hai Nhĩ Dương đi thì sẽ khó khăn lắm. Trừ khi là... Trừ khi cái gì? Trừ khi điều động cấm vệ quân trong hoàng thành. Chuyện này giờ hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, không có mệnh lệnh của hoàng thượng, chúng ta làm sao có thể điều động được cấm vệ quân chứ? Cứ đợi hoàng thượng tỉnh lại rồi mới nói. Sát Hà Nhĩ Dương gia đao. Trời ơi, nhớ kỹ, nhìn ánh mắt của ta mà hành động. Dương gia mời. Dương gia. Cả hai người cũng ở đây sao? Chúng tôi trên đường tuần tra thì tới nơi này, đang giám sát bọn họ. Phải,
Chúng tôi đã kiểm tra trên người của họ, họ không mang bất cứ thứ gì. Làm tốt lắm. Nô tài tham kiến Dương gia. Đừng về đi. Tạ ơn Dương gia. Tham kiến Dương gia. Tham kiến Dương gia. Ồ, Đức Phi nương nương. Hoàng thượng ơi. Trời ơi, hoàng thượng bị căn bệnh gì vậy? Tại sao lại hôn mê không tỉnh? Dương gia, có cần truyền thái y không? Các thầy ở trong cung đều là lũ bất tài. Hả? Bổn vương đã phái đại phu quân đội tới chẩn bệnh cho hoàng thượng, nhưng mà cũng không giúp ích được gì. Bổn vương không thể làm được gì. Hả? Cái gì? Hả? Dương gia, ngài mới nói gì? Nè, khó chịu. Dương gia. Khó chịu. Hả? Hoàng thượng. Trời ơi, Liễu mỹ nhân. Trời ơi, nương nương. Nương nương à. Trời ơi, nương nương. Ngài đứng dậy đi. Được phi nương nương, xin ngài cũng đừng quá đau lòng. Bổn vương cũng đã phái người kê đơn thuốc cho hoàng thượng uống rồi. Trước mắt hoàng thượng chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Đa tạ sát hà nhĩ dương. Đức phi nương nương, nếu như người là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, vậy thì người nhất định biết rõ là hoàng thượng để ngọc tỷ ở đâu. Hay cho đồ khốn nhà ngươi, thì ra là muốn lấy ngọc tỷ của hoàng thượng. Ngọc tỷ? Ngọc tỷ là cái gì? Cái gì? Trời ơi, khó chịu quá. Hoàng thượng đang hôn mê, nô gia cũng không biết ngọc tỷ để ở đâu nữa. Bây giờ phải đợi hoàng thượng tỉnh lại thì mới lấy ra được. Phúc quân vừa kêu ta lấy ngọc tỷ của Khang Hy. Con ngọc tỷ thì có thể đoạt ngôi vua rồi. Nếu không tìm được ngọc tỷ thì không được. Trời ơi, hiện tại cần hoàng thượng tỉnh lại đã. Đức phi nương nương muốn lấy được ngọc tỷ cũng phải chờ lúc đó. Lời ngươi nói đều là thật đó chứ? Trời ơi, làm sao mà tôi dám lừa gạt ngài được chứ? Dương gia, đúng vậy. Chúng tôi hàng ngày hầu hạ bên cạnh hoàng thượng á, huống hồ gì Đức phi nương nương đây hả? Lại là phi tử mà hoàng thượng sủng ái nhất. Chỉ một câu nói thôi, lẽ nào hoàng thượng không nghe theo hay sao? Đúng vậy. Lần trước chúng tôi còn nhìn thấy hoàng thượng cầm lấy ngọc tỷ đưa cho Đức phi nương nương. Đúng. Đưa ngọc tỷ cho Đức phi nương nương sao? Ngươi nói cái gì? Ta cầm ngọc tỷ hồi nào chứ? Quên rồi hả? Tôi đã nhớ ra rồi. Lần trước chẳng phải nương nương thích ăn hạt đào, nhưng chúng nô tài không ai bóc được nó. Sau đó thì hoàng thượng liền đem ngọc tỷ ra cho nương nương đập vỏ. Nương nương đã nhớ ra chưa hả? Phải. Dương gia, Đức phi nương nương không biết chữ nên đã lấy ngọc tỷ ra làm búa đó. Thì ra cái để đập hạt đào đó gọi là ngọc tỷ sao? Chính là cái đó đó. Sao ngươi lại không nói sớm chứ? Vậy người nhất định biết hiện giờ nó đang ở đâu đúng không? Hôm đó đập hạt đào xong, hoàng thượng liền đem nó đi rồi. Vậy ngọc tỷ đó có phải nằm ở trong phòng này không? Ta cũng không rõ, quên rồi. Dương gia, xem ra nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là khiến cho hoàng thượng tỉnh lại, như vậy mới có thể thực hiện được việc này. Dù sao hiện giờ hoàng thượng cũng đang trong tay chúng ta, cho dù ông ta có tỉnh lại chúng ta cũng không cần phải sợ. Về chuyện này ta cần phải suy nghĩ lại cho kỹ. Đức phi nương nương, bây giờ hoàng thượng mọi người cũng gặp rồi. Vậy các người có thể quay về rồi.